Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Tình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tản màn với Bạch Cúc. Bạch Cúc thân ái kính chào quý khán thính giả. Hôm nay Bạch Cúc trở lại với chương trình tản màn qua đề tài màu da và sắc đẹp. Gần đây tại Mỹ đã có những vụ bạo động gây tự thương giữa cảnh sát và những người Mỹ da đen. Những vụ bạo động này đã xảy ra ở nhiều thành phố khác nhau, đã làm bùng lên những làn sóng chống đối của người Mỹ da màu. Những cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Phi Châu chống đối những cảnh sát da trắng là kỳ thị màu da khi bắn vào những người da màu. Gần đây, nhất là việc một thanh niên Mỹ da trắng vào một nhà thờ ở South Carolina bắn chết một mục sư và 8 người da đen khi họ đang dự một lớp học về kinh thánh. Đây không phải là một sự kiện mới mẻ trong lịch sử Mỹ. Từ cả trăm năm nay, căng thẳng vì màu da đã là một vấn đề nhức đầu cho xã hội. Nhưng nước Mỹ không phải là quốc gia duy nhất phải đối phó với vấn đề này. Nước Nhật, một nước nổi tiếng về thuần chủng, đã xôn xao về một cô gái Nhật lai da đen vừa được bầu làm Miss Universe Japan trong năm 2015. Nghĩa là cô sẽ đại diện nước Nhật để tranh giải Hoa hậu quốc tế. Một làn sóng chống đối đã nổi lên. Cô Ariana Miyamoto, 21 tuổi, là một trong số rất nhỏ con lai tại Nhật, được gọi bằng tiếng Nhật là Hafu, có nghĩa là một nửa. Cô là người Nhật lai da đen đầu tiên được chọn làm hoa hậu. Nhiều chống đối được gửi lên Internet, chỉ trích ban giám khảo đã chọn một người không có nét thuần túy Nhật để đại diện về sắc đẹp người Nhật. Ngay từ khi ra đời, cô Miyamoto đã gặp những khó khăn vì màu da. Ở trường, lúc còn nhỏ, cô bị bạn cùng lớp trêu chọc. Khi đã lớn, mỗi lần ăn ở nhà hàng, người ta đưa cô thực đơn bằng tiếng Anh và nhiều người khách đã khen cô là cầm đũa giỏi. Vì tưởng cô là người ngoại quốc, trong khi cô sinh ra tại Nhật, lớn lên tại Nhật và suy nghĩ như người Nhật. Miyamoto là kết quả của một mối tình ngắn ngủi giữa một cô gái Nhật và một thủy thủ Mỹ da đen khi anh ta đóng quân tại một đảo thuộc Nhật. Sau khi cô ta ra đời, người thủy thủ về Mỹ để lại mẹ con cô. Cô cho biết một trong những lý do thúc đẩy cô ra tranh giải Hoa hậu bởi vì một người bạn lai da trắng của cô đã phải tự tử khi bị trêu chọc là không biết tiếng Anh mà khuôn mặt lại mang nét của người da trắng. Cô muốn thay đổi quan niệm về chủng tộc của người Nhật. Khi cô Miyamoto 13 tuổi, một sự kiện đã ảnh hưởng lớn tới cô. Đó là khi người bố da đen đã liên lạc và đưa cô tới thành phố Jacksonville thuộc tiểu bang Arkansas, nơi mà cô đã sống tại đây 2 năm. Cô cho biết, khi nhìn thấy họ hàng cùng màu da, cùng nét mặt, lần đầu tiên cô cảm thấy cô không còn khác thường như khi ở Nhật. Cô có thể tự nhận mình là người da đen một cách tự tin hơn. Tuy nhiên, trong 2 năm sống tại Mỹ, cô cũng gặp những khó khăn khác bởi vì cô không nói thông thạo tiếng Anh và những bạn trong lớp, cả bạn da đen, cả bạn da trắng đều đối xử với cô như với một người ngoại quốc. Cô không thể hội nhập với xã hội Mỹ và cô rất nhớ thức ăn Nhật mà cô đã quen thuộc từ nhỏ. Chính nước Nhật, nơi cô sinh ra và trưởng thành mới là quê hương chính của cô. Trở về Nhật, cô thành người mẫu và đoạt vương miện hoa hậu. Chính màu da của cô đã làm cô nổi bật giữa những thí sinh khác. Tài năng cộng thêm thân hình cân đối của một người mẫu đã giúp cô chiến thắng.
Sự kiện một cô gái Nhật lai da đen được chọn làm hoa hậu là dấu hiệu cho thấy quan niệm thuần chủng tộc của người Nhật đã bắt đầu thay đổi. Sự xung đột về màu da tự nhiên chỉ có trong xã hội loài người, nhưng trong thế giới loài vật cũng có kỳ thị màu da. Cách đây mấy tuần, Bạch Cúc đọc trên Internet AOL tin về một con nai mới sinh bị mẹ bỏ rơi sau khi ra đời. Chỉ vì có mặt màu trắng, mũi hồng và mắt xanh, khác hẳn với mẹ và những anh chị em có da màu nâu và mũi đen. Khi thấy được con mới sinh có màu da khác, nai mẹ đã bỏ lại không nuôi. Con nai nhỏ mặt trắng, mũi hồng, mắt xanh với những đốm trắng trên lưng trông thật dễ thương này may mắn được chủ một trang trại là bà Hillary Powell ở Cedar Springs, tiểu bang Michigan mang về nuôi và đặt tên là Dragon. Bà Powell cho biết loài nai đốm Whiteface Deer này là loài nai rất hiếm trong thiên nhiên. Tháng 6 năm nay, bà sẽ mở cửa trại cho mọi người vào xem con nai nhỏ bị mẹ kỳ thị bỏ rơi này. Kính thưa quý vị, chương trình Tạng Màng với Bạch Cúc đến đây xin tạm chấm dứt. Bạch Cúc thân ái kính chào, tạm biệt và xin hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.